Còn tôi đâu? Xin chào, mình là Ngô Thanh Vân. Thực ra là chị cũng nói con tao đâu từ trong bảy rồng cách đây 9 năm trước rồi. Lúc nào như một người phụ nữ luôn luôn đi tìm con. Và mọi người nói là người phụ nữ này tìm con cả một thế kỷ rồi mà còn chưa tìm ra con. Đến với kịch bản Hai Phượng thì có thể nói là đây là một dự án mà mình phát triển, mình tự phát triển và lên ý tưởng chứ không phải là người ta gửi kịch bản cho mình đọc. Đề tài này nó xuất hiện rất là nhiều trên Facebook hay là mạng xã hội và người ta luôn luôn nói về nó, cho nên mình mới muốn làm một cái bộ phim về cái vấn nạn này. Bên cạnh đó thì mình cũng thích cái series của Taken. Mình thấy nó cũng là một cái series rất là độc đáo cho nên mình gộp nó lại và mình nghĩ tới cái ý tưởng là mình muốn làm một bộ phim như vậy cho Việt Nam. Thì thật ra thì trước đây thì Vân cũng đóng những cái vai mẹ rồi. Tấm Cám thì đóng vai dì ghẻ, rồi cô Thanh Mai trong Cô Ba Sài Gòn, mẹ của Như Ý. Và đến với lần này thì cái người mẹ lần này nó đặc biệt hơn những cái vai mẹ trước đây, là bởi vì nó xảy ra tức thời và cái nỗi sợ của người mẹ trong việc mà chứng kiến thấy cái đứa con của mình bị bắt cóc đi, thì nó là quả thực sự là một cái cảm giác thật là kinh khủng. Thì thật ra thì cũng may mắn lắm để tìm được bé Mai. Bé Mai là Mai Cát Vi. Thì những lần casting để tìm ra cái người em bé này để diễn vai Mai á thì cũng khó tìm lắm. Tìm cũng rất là nhiều những cái nhân tố mới, rồi cũng diễn đi rất là nhiều. Thì Mai Cát Vi là cái người để lại một cái ấn tượng rất là đặc biệt sau khi cái buổi casting đầu tiên. Và sau khi cái buổi casting thứ hai, khi mà kêu Mai Cát Vi quay trở lại và diễn với Vân á, thì bé Mai Cát Vi đã khóc. Thì giữa Mai Cát Vi với lại Vân thì nó có một cái sợi dây liên kết, giống như là không có ngần ngại gì. Nó giống như là hai cô cháu vô cái là có thể thân thiết ngay. Thì cũng tập với là bé Vi một thời gian khá lâu thì mới được cái cảm xúc đó thật sự. Thật sự thì đó là cả một cái cố gắng của mình. Trước đây thì lúc mà mình đến với lại bộ phim Dòng Máu Anh Hùng thì mình được quý vị khán giả thân thương dành tặng cho cái thương hiệu Đã Nữ. Thì từ đó thì mình cũng bắt đầu khởi sự cho cái nghề diễn của mình. Thì trong suốt bằng ấy năm thì mình cũng tham gia những dự án nhỏ lẻ với cái vai trò đánh đấm này. Nhưng mà đến tới Hai Phượng thì trước khi nhận bộ phim thì cũng đắn đo dữ lắm, bởi vì biết rằng là mình cũng bị giới hạn ở cái độ tuổi rồi, cái sức khỏe, một cái sự nhạy bén của mình nó không như hồi xưa nữa. Nhưng mà nghĩ tới khán giả, những người mà đã ủng hộ cho mình trong suốt chừng ấy năm, rồi lúc nào cũng nghe kêu gọi là khi nào chị quay lại, khi nào chị làm phim hành động, khi nào mới được xem chị thêm một lần nữa những cái cảnh đánh đấm, thì giống như là mọi người cũng cứ ủng hộ âm thầm lặng lẽ bằng ấy năm và mong chờ quay trở lại với lại cái thương hiệu Đã Nữ. Thì lần này khi mà mình đến một lần nữa với cái bộ phim này thì mình đã chút hết sức của mình. Thực sự thì cái việc đầu tiên là muốn là khán giả đừng có bị thất vọng sau bao nhiêu năm chờ đợi. Thứ hai thì chắc là cái danh hiệu này bây giờ đã, hồi xưa đã được công nhận rồi, bây giờ thì chắc được bắt đầu ghi lên trên một cái bia nào đó được rồi đó. Alpha Woman là một cái từ để nói về một người dẫn đường, dẫn đầu, một người dẫn đầu. Thì bản thân Vân thì trong suốt quá trình cái nghề nghiệp của mình thì mình đã công phá rất là nhiều cái đầu tiên. Thực sự thì người tiên phong thì không dễ dàng chút xíu nào hết á. Tại vì lúc mà mình đi, mình làm những cái điều mới á, thì có lúc thì phải chịu rất là nhiều cái guồng dư luận để phản đối, không chấp nhận. Rồi mình cũng vẫn cứng đầu, mình vẫn cứ ban tới, mình vẫn làm những gì mà mình tin. Thì trong suốt quá trình gần như là 20 năm làm nghệ thuật thì mình đã trải qua rất là nhiều cột mốc khác nhau. Rồi mình đúc kết nó thành những cái kinh nghiệm để mình có thể có thêm thành công. Và mình bước từ một cái lĩnh vực này sang một cái lĩnh vực khác, rồi mình lại tiếp tục dấn thân vào những cái gì nó mới mẻ hơn. Thì Vân nghĩ cái cuốn sách Alpha của mình là một cái kỷ niệm để Vân có thể ăn mừng sinh nhật ngày 40 tuổi của Vân là một việc. Thứ hai là ăn mừng một cái cột mốc mới là mình đã chinh phục được. Và thứ ba là mình muốn ghi lại tất cả những cái kinh nghiệm đúc kết của mình từ xưa tới giờ vào một cuốn sách. Và mình muốn chia sẻ nó cho tất cả các bạn trẻ. Thực chất thì cái con đường của các bạn đi thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà
đến với một cái ngành nghề nào cũng vậy hết. Mình phải có ước mơ, mình phải có cái niềm tin, và trên hết thì muốn thành công là bắt buộc phải có tham vọng. Hiện tại thì giấc mơ của mình tiếp theo cho bản thân vẫn là làm như thế nào để cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ cho cái nền điện ảnh phim Việt Nam của mình được đi lên, được nhiều người công nhận hơn, đưa ra những cái sản phẩm nó nghiêm túc và hoàn chỉnh và có chất lượng hơn để cho khán giả Việt Nam có thể yêu phim điện ảnh nhiều hơn và đưa phim điện ảnh mình đến một cái cột mốc mới. Ba điều điên rồi, chắc làm ca sĩ, làm một quản lý doanh nghiệp và một người viết sách. Tóm tắt sự nghiệp trong một từ: tham vọng. I'm Ngô Thanh Vân and I love Harbor Bazaar Vietnam.